Ôi thanh niên, thấy rồi. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao chém nó không trúng? Tôi thấy tăng trên mà. Nó bắn hốn thế. Kinh nhờ. Bây giờ lên tay đấy. Đấy, đó thì lên tay. Ngu người. Ngu người. Vừa khen được câu ông chết. Dớn gầy. Sao thấy 30 giây. Bên nào rồi? Sao lúc nào cũng khác tim? Ờ, khác người. Ơ, đu, đu. Vai. What the fuck? Vừa mới vào phát. Teo 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 teo. Đi đi ông ạ. Đi 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 đi. Đây. Đang sắp làm cái bên rồi mà làm. Ơ, cái gì vậy? Tôi làm khó rồi. Không ơi, tôi làm khó rồi. Hả? Tôi làm khó rồi. Từ từ. Đang bị lock. Chờ tí. One hour later. Thanh niên lái xe. Có mỗi thằng đấy mà không được. 2 hours later. Lên. 3 hours later. Khỏi kẹo. Chạy đi. Giúp tích quái. Lớp mình đúng. Đây bị bắn nát nha. Xem rồi. Rồi một thằng. Lấy ra đi. Bắn nhau. Được mời thằng này có lắp nha. 6 and a half hours later. Phần cái súng chưa? Có cái dây thừng không? Ba sao cái dây thừng? Tomorrow. Yeah, lên. Lên được đâu, sẽ yếu lắm. Tomorrow for sure. Eventually. Lên. Really, nigga? Hey, Sibu! Fuck! Meanwhile... It's the best. Thêm nha con. Đến hẳn ra. Tăng thêm nha con. Ở trong nó dậy lắm. Đâu đâu. Nó xong. Xong. Thằng công minh nó đây nè. Nó đây nè. Đó, hello. Hello. Mày. Ấy ấy. Kobe. Lên đây. What? Rồi nó nhảy ra rồi. Lên 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 lên. Rồi, ok. Tôi đâu có cần có nói. Đừng có nói. À à. Ngoan lắm. Từ từ đừng có nhảy. Đúng rồi. Thấy bạn á. Thôi chị chi. Rồi. Ơ đụng. Làm hết hồn. Làm hết hồn. Làm hết hồn. Cái gì mà hết hồn đi cha. Ờ mà công nhận anh hành không nhiều lắm. Cách nhau có 4 mạng. Âm 4 mạng. Mà tổng số kill là 11.000. Đâu mà. Quên 10.000. 10.404. Luôn vậy luôn. Tổng số chết là 9.780. Chết 5 chết 7. It was at this moment that he knew he fucked up. Trời, trời ơi.
cho thương yêu ai em ạ. À, ông có đang leo cầu thang không vậy? Không. Lúc mới chơi trò này ăn hành vãi, bây giờ mấy kỳ được lên giường mạng. The Origin. Tôi thấy bé ba bắn dễ, mấy game khác bắn khó. Thì kỳ quá ai, bé 4 bắn dễ hơn. Bé 4 nghe độn là bắn khó, đấy. Đúng, nó có recoil mấy đâu. Chúc mừng các bạn, bạn đã coi được hết clip của mình. Yeah! Và đấy là những khoảnh khắc vui nhộn giữa mình và một số ông trên TeamSpeak chơi BF3. Dự định của mình có thể mình sẽ chơi một số game như Garry's Mod, rồi Left 4 Dead, rồi mấy game co-op đại loại như vậy. Nếu như mà bạn có ý kiến hoặc là những câu hỏi liên quan về clip này hoặc là những nội dung khác thì hãy comment ở phần bên dưới, mình sẽ sẵn sàng trả lời. Và tất nhiên là nếu như bạn thích cái nội dung mà mình làm thì bạn hãy đừng ngại ngùng bấm vào nút like. Mình sẽ có động lực để làm thêm nữa. Vậy nhá, tạm biệt. Bye. Tôi đứng gì nha bạn.